Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Minh Hằng đã trở lại và xinh đẹp như xưa. Nhớ lại hình ảnh Minh Hằng rũ rượi trong đám cưới Đông Nhi và ông Cao Thắng vừa qua thì đây quả là màn lột xác ngoạn mục. Trong đám cưới Đông Nhi và ông Cao Thắng hôm ngày 9 tháng 11 vừa qua tại Phú Quốc, Minh Hằng là một trong số nghệ sĩ gãy cánh sau màn dày đầm cực mạnh cùng cô dâu chú rể. Nữ ca sĩ đã bị kéo xuống hồ bơi làm ướt sũng từ đầu tới chân. Nhiều hình ảnh ghi lại tại đám cưới, Minh Hằng còn phải bỏ chạy trong trạng thái rũ rượi và ngồi ôm cột thật chặt để không bị dìm xuống hồ bơi nữa. Minh Hằng xinh đẹp như công chúa trong đám cưới Đông Nhi ông Cao Thắng. Minh Hằng trước và sau tiệc rầy rầm. Sau một đêm say làm mất hình ảnh, Minh Hằng vừa trở lại công việc với nhan sắc hút hồn. Cô nàng khoe vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm khi biểu diễn tại một sự kiện. Mang hình ảnh này so sánh với khoảnh khắc tàn tạ trước đó, Minh Hằng thực sự đã có màn lột xác ngoạn mục. Minh Hằng lột xác ngoạn mục sau khoảnh khắc gãy cánh trước đó. Đám cưới cổ tích của Đông Nhi và ông Cao Thắng giúp fan chứng kiến được loạt hình ảnh lầy lội khó đỡ của nhiều nghệ sĩ. Vì quậy hết mình cùng cô dâu chú rể nên mọi người đều say mềm rồi tự dìm hàng bản thân bằng những hành động cực hài. Thật hiếm có buổi tiệc nào quy tụ nhiều sao đến tham dự và thoải mái quậy banh nóc không nề hà hình ảnh như thế này. Hội người đẹp quy tụ trong đám cưới cổ tích. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.